Xin chào Bánh Trưng nghe các anh ơi. Sáu giờ chiều á là tôi bắt đầu chuẩn bị các cái đồ vẽ này, như là giấy bút rồi là ghế bảng nhá. Khi tới trên cái đường vẽ thì tôi cũng chọn cái chỗ nào nó mình thấy khách đi qua nhiều, là chỗ đó đủ cái ánh sáng, đủ cái điều kiện mình ngồi đó mình vẽ. Ba năm thì ký họa đường phố Sài Gòn. Thì ngoài cái việc là kiếm kế mưu sinh á, thì đi vẽ ký họa thế này thấy là giúp cho mình được cái trải nghiệm cái cuộc sống, tạo nên cảm hứng, cảm xúc để cho mình sáng tác ra những cái tác phẩm nghệ thuật khác. Mất bao nhiêu anh? 100. À. 100 ạ. Vẽ khoảng bao lâu? Khoảng 15 phút. Nhanh vậy? Là có được giống vậy không anh? Không, nếu mà đóng về thì phải là lâu hơn 30 phút rồi. Từ trước cái giờ đó khi nào mình vẽ ấy chưa, ký họa chưa? Chưa, là lần đầu tiên. Anh ơi, tại sao anh lại đi vẽ ký họa? Vì cuộc sống phải mưu sinh, biết làm sao giờ. Anh vẽ ở đây, anh còn vẽ đâu nữa không? Có nhiều khi tùy, có thể vừa ở đây, rồi vừa ở công viên. Vẽ anh chị khoảng 15 phút. 15 phút rồi. Vẽ đi. Vẽ nha. Chạy tóc lại. Thấy chưa? Sao anh thấy nào? À đẹp ha. Rồi cảm ơn. Chúc hai người chơi vui vẻ nha. Rồi con nhìn thẳng chú đi, nhìn lên đây. Đó, nhìn thẳng chú đây để chú vẽ. Anh chị ở đâu nhỉ? À, anh bên Phú Mỹ Hưng quận 7. Phú Mỹ Hưng à? Em quê đâu? Em quê ở Hà Tĩnh nhưng mà giờ em đang ở trên chỗ Bình Tân á. Em ngồi chỗ đây lâu chưa? Ngồi đây cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Năm rưỡi rồi kìa. Ở Sài Gòn có nhiều người ngồi vẽ ký họa giống như em không? Nhiều chứ, mà thường thường là chỉ có ngày Tết mới đông thôi. Này, sao? Giống con không? Giống không? Đẹp không con? Mình vẽ ký họa là mình phải làm sao? Bắt được cái đặc điểm của con mắt, với cái mũi, cái miệng, nhất là cái con mắt. Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, đúng không? Mình bắt được cái đặc điểm, nó vừa đúng vừa giống, vừa nó lại có cái thần, cái hồn vào đó. Mà đặc biệt là vẽ trẻ con á, mình thấy thế này. Ít khi mà các cháu nó ngồi nó yên. Khi thì nó ngồi được một xíu 2-3 phút nữa nó quẩy. Cho nên đối với trẻ con là mình phải có cái phương pháp. Mình phải làm sao để cho trẻ con nó tập trung vào mình nhiều hơn. Để mình nhìn vào đó mình đi đường nét nó nhẹ hơn. Cái nghề ký họa mình có thể lưu động được. Đấy. Khi mình đi chỗ này, mình đi chỗ kia. Nhưng mình làm sao mà bắt được cái đặc điểm. Có nghĩa là
mình nhìn trong cái thời gian thứ mấy thì khách đây là họ đi qua đi lại nhiều này, họ có cái nhu cầu vẽ nhiều này. Nói chung cái nghề của mình á, vẽ đêm thì cũng tùy theo cái thời gian này. Đầu tuần thì thường là rảnh khách hơn, ít khách hơn, còn cuối tuần thì nhiều khách hơn. Cũng có đêm là mình không có khách nào. Khi mà mình mà không đi làm mà không có khách thì mình cũng có cảm giác rất buồn. Nhưng mà nhiều khi cũng mình nói là không thể là buồn được. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình không có khách thì không sao, mình cố gắng là làm sao thì cũng có khách mình bù đắp về thôi. Mình cũng nghĩ trong đầu như thế. Mình nhớ là một đôi nam nữ thì cô kia nữ khuya khuya rồi về, nhưng mà anh chàng đến rồi thôi chờ nên xíu rồi đi, mấy khi mà đi qua đây du lịch qua đây mà có ký họa đây mình chờ thêm xíu nữa mình vẽ. Thế là hai người là cũng phải chờ, mình cũng thích có một cái gì đó nó cảm động, nó vui. Nhờ chú nhờ con vẽ cho chú bức hình ông đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dạ. Được hay không? Vẽ hình đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chú. Dạ. À. Vậy chú ngồi chờ cháu khoảng 20 phút để cháu vẽ cho chú hình đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dạ được. Dạ. Thế chú ở đâu? Ở quận Tư nè. Quận Tư hả? Ừ. Thế chú làm nghề gì? À, chú đạp cứ ghi đạp xích lô kia ông ta ôm. Chú vậy chú chạy ở đâu? Chạy Nguyễn Huệ, Sài Gòn cũng được, sống được. Tại vì mình thấy hâm mộ tướng Võ Nguyên Giáp này nè, cũng giặt giỏi này kia. Mình vẽ làm cái điểm. Vẽ đẹp nha. Dạ rồi. Okay. Rồi vẽ này xong rồi bên đây vẽ chữ nhẫn nha. Con vẽ hình trong bên này rồi sao biết chữ nhẫn bên này chứ. À. À dạ rồi. Kiểu như là không có tranh đua nhau, họ sống bình thường, giản dị. Nó mới là viết vẽ chữ nhẫn. À, dạ. Như cái vẽ hình vậy cuộc sống được không? Thì nói chung cuộc sống thì cũng vừa vừa chứ. Ừ. Vì nói chung cuộc sống mưu sinh ban đêm mà nhiều khi vừa có vừa không. À, giống như mà chú kia, chú cũng chạy bữa ban đêm, có khi mưa thì không có tiền, còn không mưa thì có tiền. Rồi tốt đẹp. Hai cái bên cũng đẹp á. Mình rất là ngạc nhiên cái tấm lòng của ông, của người lái xe ôm mà lại dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp một tấm lòng rất là sâu sắc. Sài Gòn tạo cho mình cái cách mưu sinh, cái kiếm sống á là cũng rất dễ dàng. Tôi thấy là người Sài Gòn là cũng rất hiếu khách. Ví dụ họ đi vẻ mình đi vẻ đường phố, họ thấy mình ngồi vẻ nó thấy thấy nhìn mấy cái bức hình vẽ dễ thương này, họ bắt đầu mới vô vẻ bức làm kỷ niệm. Vẽ xong rồi họ ra đi nhưng mình cảm thấy có gì đó nó lưu luyến lại. Mình vẽ cho họ tác phẩm nhưng mà ngược lại họ để lại cho mình một lời cảm ơn rất chân tình.